phải nói một cái điều này, chị rất là phục Tuyết, là tại vì Tuyết là một người ca sĩ rất là nổi tiếng, rất là đẹp, rất là, quý vị phải nói là sexy, hình ảnh rất là sexy, nhưng là một người, phải nói là một người ca sĩ rất là đàng hoàng, rất là thương chồng. Chị nghĩ rằng đó, trên đời này không có ai thương Minh Tuyết bằng Kiết, và cũng không ai thương Kiết bằng Minh Tuyết. Đêm em đã bận đồ rồi. Mày đi dậy cho tao mượn, đưa đây, đưa đây tao làm. Let's go guys, let's go. Chỉ vừa một người thôi. Cho nên ba cũng chúc con sẽ hạnh phúc, và cái hạnh phúc đó sẽ được giữ mãi cho đến già.
cũng giống như ba với má vậy. Thì ba cũng không có gì mong con làm sao phát triển trong đời sống, rồi lập gia đình, có con có cái và giữ vững hạnh phúc đó, thì ba với mẹ rất là mừng. There's no more lies, and the darkness is light, and nobody cries.